Vâng, kính thưa mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Mình đã trở lại với một bức hình mà phải nói là mình không biết là bức hình này có tả về cái cảnh gì. Nhưng mà thôi, mình cứ xếp hình đi. Ở đây mình thấy được rằng á, cái hình này nó có cái điểm to to. Nên hẳn ra là chúng ta cứ việc mà xếp theo cái hình to to trước. Có thể xếp hình to to cũng được, nhưng mà được cái là các bạn lên theo công thức gọi là đi xếp góc đi. Tại vì xếp góc nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta không xếp góc. Ủa, kỳ à? Rồi, tấm này nó nằm đây chắc luôn à. Và đây chúng ta cũng thấy được là cầu vồng nữa. Mà đã có cầu vồng rồi thì các bạn cũng hiểu rồi đó. Chi tiết lại chồng chi tiết. Mà chồng chi tiết thì lại càng ngon hơn. À, góc, cây. Rồi. Đưa tấm này xuống dưới. Ồ, vẫn còn cắt được một ô nữa cả. Cây thông. Đưa cây xuống. Rồi, chi tiết lại trong chi tiết thì cái vấn đề đó nó lại quá đơn giản. Giờ gặp tấm hình nào có tấm hình đó luôn đi chứ. Suy nghĩ ngại ngùng gì nữa. Tán thông nè. Đó rồi, tán thông bên trên. Ồ, cái tấm hình này là mình thấy cái hình nhỏ nhỏ này là chứng tỏ là mình biết rồi nha. Cái hình này là Gulliver ở xứ sở tí hon này. Ông này chắc chắn là Gulliver luôn. Mình cam đoan, mình khẳng định luôn đây là Gulliver luôn á. Rồi. À, người tí hon đây nữa hả? Ồ, nãy đi mà không lấy gấp ta. Chơi vậy thú vị chút xíu chứ còn ngồi theo cái cách mà mình hack các kiểu á, thì nó lại lâu. Cầu vồng này. Cây thông này. Hình Gulliver này. Lại hàng trên này. Cái tay của Gulliver này. Cái cổ áo à. Đó, hình của Gulliver này, tóc của Gulliver này. Bên trên góc này. Rồi, cầu vồng nữa này. Nhìn cầu vồng này mình nhớ lại cái câu đố vui vui lúc trước á. Một cầu vồng thì có 7 màu mà ba cầu vồng thì có bao nhiêu màu? Cái câu đố nó đơn giản mà nhiều khi mà cũng hại não kinh hồn. Vậy mà thế mà nhiều người có lại tính ra chứ. Ba cầu vồng 21 màu. Mình cũng không hiểu là tính được kiểu gì là 21 màu luôn á. Không biết các bạn tính được hay không chứ mình bỏ tay à. Rồi, sau khi góc xong thì bây giờ mình tiến hành gọi là đi xếp cây thông. Cây thông thì cũng khá là đơn giản thôi chứ không có gì nhiều. Tại vì hình này khá là nhiều chi tiết á. Nên ráp cũng dễ. Còn đây cũng có được eo núi này. Đó. Các bạn thấy được eo núi không? Chúng là đường đường gì đó của núi á. Ở đây chúng ta lên đỉnh núi. À đây. Ủa. Sao đây nhầm? Tấm hình to này đâu có gì khác đâu nhỉ. Rồi, đã kết nối nguyên một bộ mảng rồi. Cầu vòng này. Cái núi ở góc chân này. Ê, nhầm. Núi góc chân ở tấm này. Còn đây nó bắt đầu là qua eo đỉnh núi này. Phần 2 đấy xong. Ngày xưa thì chơi game này bằng cái loại xếp hình có mười mấy mảnh á, đâu có tiền nhiều đâu, đâu mà mua. Còn bây giờ thì vô tư đi, cũng đâu không có tiền, nhưng mà cái là có game có điện thoại các kiểu cho nên là chúng ta chỉ phải tải game xếp hình về chơi thôi. À đường rồi.
Về mặt đường thì khá là đơn giản thôi, có gì đâu. Đây là miếng dưới này, miếng góc trái này. Cái này là tới cái phần đầu gối của ông hả? Đầu gối này là nói chung hơi khá là gọi là trùng màu với nhau á, thành ra là phải nhìn cho kỹ. Đây là bàn chân này đó, ráp mảnh trước mảnh sau gì cũng được nên cũng chẳng sao cả. Cái này thấp quá. Rồi ráp bàn chân vô. Áo quần xong. Người hả? Người nữa này. Điểm màu xanh xanh này chỉ còn một điểm thôi, lên hẳn ra cứ thoải mái. Ở đây nữa thì không 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 không. Cái gọn giáo này. Còn tí giày này. Ủa thế là xong rồi. Bây giờ căn nét mà đi thôi. Điểm vô điểm thôi mà đi thôi. Xong phần 3. Ồ, đứng tụ tập ở đây đông thế nhỉ? Công nhận đứng đứng tụ tập đông thật chứ bộ. À rồi, mình đưa góc. Đưa góc về. Góc chồng góc. Góc dưới. Hình người, góc dưới và hình người. Sao con game này nó dễ quá ta? Không khó lắm. Cái chân này. Bên trên này cũng là cái chân luôn này. Rồi. Ở đây có một cái điểm nào đó. Không có luôn. À đây 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 đây. Đây. Nhìn mãi nó mới ra. Tới giày. Tới quần áo. Ê cái ống cuộn này. Hình càng to thì chúng ta sẽ ráp càng dễ thôi. Nên cũng khá là đơn giản, không có khó lắm. Cái tí xíu cái giày này nó nằm đâu ta? Ê tấm này lộn này. Mình bị lộn mất tấm đó. Đáy. Đáy chân tay. Ủng. Màu đâu là cái của cái này. Sao mà mình thấy cái con game này dễ dễ cái kiểu gì vậy ta? Hay là mình chơi game xịn quá rồi nó quen. Đó, quần áo. Gỗ này. À bánh xe chứ. Xong. Đã xong bức hình gọi là Gulliver lạc vào đảo hoang rồi nha. Ở lạc vào xứ sở tí hon chứ. Thôi mọi người coi nhớ đăng ký kênh, like, share video ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục ráp cái hình khác, mà tấm hình tiếp theo mình sẽ hướng dẫn. Nói chung là mình sẽ hack toàn bộ luôn cho nó nhanh. Thôi bye bye mọi người, là mình xin kết clip ở đây đây. Bye bye.